Em chào tất cả các anh các chị. Em là An, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới các anh các chị một bộ dao 5 món đã từng làm mưa làm gió của hợp tác xã Gia Phúc Sen các anh chị nhé. Và bộ dao này là một bộ dao mà bán rất chạy của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Đó là bộ dao CB01 5 món. Ở đây em đang xét lên cho mọi người xem. Bộ dao này thì gồm có một dao lọc này, một dao thái nhỏ có thể gọt được hoa quả này, một dao chuyên thái thịt này, một dao chuyên chặt gà vịt và một dao chuyên chặt xương. Đó, bộ dao 5 món. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem lý do vì sao mà bộ dao 5 món này lại là bộ dao mà bán chạy nhất hiện nay các anh chị nha. Bộ dao này, trong bộ dao này thì đầu tiên mẫu em sẽ giới thiệu tới các anh các chị từ trái sang phải trước nhé. Đó là mẫu G08 trước này. G08 là một mẫu dao lọc của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Đó, mẫu dao này là mẫu dao bầu nhỏ các anh chị nhé. Bầu nhỏ. Đó, các anh chị có thể thấy là cái phần lưỡi dao thiết kế nó bầu như thế này. Đó, bầu và nó nhọn về phần mũi. Đó, nhọn về phần mũi dao. Đây. Thiết kế mũi nhọn như này là để mình vừa có thể là mình lọc được. Đó, lọc được, mà cái cây này rất là nhỏ nhắn này, vừa có thể lọc được và cũng có thể là mình cũng có thể là mình dùng để mình gọt được này và thái được các anh chị nhá. Thái như là mình thái hành yếc là mình dùng cây này được. Nhưng mà thường thường là cái cây G08 này chuyên dùng để lọc, bởi cái thiết kế cái mũi nhọn này, đó, nó chuyên dùng để lọc nhiều hơn. G08 thì có cái phần chiều dài lưỡi dao nó sẽ vào khoảng là 16-17cm. Bề rộng lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 4cm. Độ dày sống dao thì nó sẽ vào khoảng là 1 ly. Đó, nó sẽ khoảng 1-1,5 ly. Đó, cây này thì rất là nhẹ thôi, nó sẽ chỉ vào khoảng là 1.5 lạng thôi các anh chị ạ. Đó. Đây. Anh chị có thể ngắm chi tiết cái phần dao này. Đó. Lưỡi dao này. Rồi cán dao. Cán dao là gỗ cẩm chỉ các anh chị nha. Cái khâu ở đây là khâu inox. Và cái chốt đinh ở đây cũng bằng inox. Đó. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết đến mẫu số 2 ở trong bộ này các anh chị nha. Mẫu số 2 ở trong bộ này đó là một mẫu dao chuyên thái. Mẫu dao chuyên thái này thì khá là nhỏ gọn. Cái phần lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 18cm. Vào khoảng 18cm. Đó. Bề rộng sống dao, bề rộng của lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng là 4-4,5cm. Cây này rất là nhỏ, nhỏ. Cái bản rộng của nó rất nhỏ. Vì vậy mà mình vừa có thể dùng là mình gọt được hoa quả. Em thì em hay dùng cây này để gọt hoa quả. Gọt hoa quả này, thái hành này. Đó, thái thịt được này. Bổ hoa quả được này. Đấy, đấy là mình dùng cái cây G01 này các anh chị nha. Các chị có thể nhìn chi tiết phần lưỡi dao này. Đó. Đây, đây là mặt bên này của sản phẩm này. Cán dao thì cũng được làm từ gỗ cẩm chỉ ạ. Khâu inox và chốt inox. Bộ này là bộ mà em làm bằng khâu inox và chốt inox. Tiếp theo ở trong bộ này đó sẽ là một mẫu dao chuyên thái. Chuyên thái, cây này là dùng để chuyên thái thịt các anh chị nhá. Chuyên thái thịt, thái rau củ. Đó. Mẫu GT03. Mẫu này thì em trước đây em có tư vấn cho anh các chị là dùng để làm hàng ấy, thì lên dùng cái cây này, GT03 này. Nó hơi dốc dốc một chút. Nó hơi dốc dốc một chút như thế này. Thì mình thái, khi mình thái thì cái độ linh hoạt nó rất là cao. Đó. Thái độ linh hoạt nó cao và nhanh. Lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 18-19cm. Bề rộng lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 6,5cm. 6,5cm, 6,5-7. Sống dao thì nó sẽ dày vào khoảng là 1 ly các anh chị nhá. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy là lưỡi dao này, cái sống dao này nó rất là mỏng. Đấy, cây này là cây chuyên thái nên lưỡi nó mỏng thôi. Nếu mà các anh chị làm hàng ấy, dùng để thái thịt bò hay là thái thịt heo ấy, mà mình cần cái độ mỏng, độ chính xác cao thì em luôn luôn tư vấn cái mẫu GT03 này đầu tiên. Bởi vì là cái cây này thứ nhất là nó rất là sắc bén, cái thứ hai là cái thiết kế của nó lại nhỏ gọn và mình dùng thái nó rất là linh hoạt, rất là nhanh. Tiếp theo, mẫu số 4 ở trong bộ này đó là con N09. Đó.
dao chặt gà. Tên của nó là dao chặt gà mới các anh chị nhá. Mã là N09 các anh chị nhớ giúp em này. Cái phần lưỡi dao nó sẽ có cái sự thiết kế nó khác với lại cái con dao bản truyền thống. Ví dụ là mấy hôm trước là em có lên cái con dao G05 thì các anh chị có thể thấy là so sánh được cái lưỡi dao của N09 và G05 nó có sự khác nhau. Nhất là cái phần lưỡi dao của G05 thì nó sẽ kiểu dáng truyền thống và nó sẽ có cái hình chữ nhật. Đó, vuông đét luôn. Thế nhưng mà N09 thì nó lại khác, nó có cái sự cong. Đấy, và cái sống lưng này đến cái lưng ở đây các anh chị có thể thấy là nó bo tròn lại. Sau đấy là về cái phần lưỡi dao nó sẽ vót lên tạo thành một cái mũi nhọn như thế này để khi mình có thể chặt gà là mình có thể lách được vào con gà. Đấy, lách và mình chặt rất là ok luôn. Cây này thì em không biết là các anh các chị thấy thế nào, nhưng mà em thường là em tư vấn cho các khách hàng của em. Khi mà em tư vấn khách hàng, em thường hay tư vấn mẫu N09. Bởi vì N09 này nó có cái thiết kế nó nhỏ gọn hơn so với G05. G05 khá dài, nó phải vào khoảng 22 cái phần lưỡi dao, nhưng mà N09 thì nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ vào khoảng 20 đến 21 thôi. Đó, và bề rộng lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng là 9 phân, 9 đến 9,5 phân. Độ dày sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 3 phân, 3 đến 3,5 ly nhé anh chị nhé, 3 đến 3,5 ly. Nó sẽ nặng khoảng là 550 g đến 600 g. Cây này thiết kế là mình chuyên dùng để chặt gà vịt, và mình cũng có thể là mình thái nhẹ được. Ví dụ như là mình chặt gà vịt xong là mình có thể thái được thịt luộc này, hoặc là thái thịt ba chỉ chán này, thái thịt lợn quay này, hay là thái nem, thái nem tai ấy, mọi người hay dùng cái này. Rất là sắc luôn các anh chị ạ. Đó. Đây là mẫu N09. Tiếp theo, mẫu cuối cùng ở trong bộ này đó là một mẫu dao chặt xương. Mã của sản phẩm là N10 các anh chị nhá, N10. Đây. Cây này thì nó sẽ nặng khoảng là 800 g. Nặng hơn N09. Bởi vì sao? Cây này nó thiết kế chuyên để chặt xương. Mà chặt xương thì cần cái gì ạ? Cần phải lưỡi dày và cái trọng lượng của nó phải đầm tay. Thì khi mình chặt xương thì cái miếng xương nó mới không bị vỡ, đúng không ạ? Cái lưỡi dao nó phải sắc và chặt, nó phải dứt khoát thì cái miếng xương nó mới đi được. Chứ còn không thì cái lưỡi dao mà không sắc này, cái lưỡi dao mà nó lại nhẹ nữa thì chặt nó không thể đứt được cái miếng xương ấy. Rồi, bây giờ thì em sẽ nói chi tiết cái phần thông số của mẫu dao này các anh chị nhé. Cái phần lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 22 cm. Đó, 22 đến 23 đó. Thiết kế thì giống con N09 ở đằng kia rồi, nhưng mà làm sao ạ? Nó to hơn và nó rộng hơn, nó nặng hơn, nó dày hơn. Đó. Cái phần sống dao ở đây thì nó sẽ dày vào khoảng là 5 ly cơ các anh chị ơi. Đấy, dày vào khoảng 5 ly. Đó. Bề rộng ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 10 cm rồi. Thiết kế ở đây lại có cái lỗ ở đây là các anh chị nếu như mà dao chặt là các anh chị có thể treo lên được. Cây này là mình dùng để mình chuyên để mình chặt xương ống này, xương thủ này, hay là xương sống này. Đấy, những cái xương to như kiểu như xương trâu, xương bò cũng chặt được hết các anh chị nhá. Cây này là cây mà chuyên dùng để chặt xương to đấy. Đấy, em vừa giới thiệu xong tới các chị là một bộ dao 5 món ở đây. Đó là bộ dao CB01. Chuyên dùng cho gia đình, nói là chuyên dùng gia đình thôi các anh chị nhá, nhưng mà vẫn có những anh chị mà dùng nhà hàng thích bộ này, bởi vì là các anh chị nói là anh quen dùng những cái bản nhỏ như thế này rồi, không quen dùng bản lớn, dùng nó tiện hơn và nó nhanh hơn. Đó, thì là mọi người vẫn thích cái bộ này. Thì nếu như mà các anh chị đang có nhu cầu tham khảo về những bộ dao Tết mình sắm cho đợt Tết này, hoặc là sắm dao vào nhà mới này, thì các anh chị có thể là quan tâm hoặc là nghiên cứu về cái bộ dao CB01 em vừa mới giới thiệu trên đây, hoặc là anh chị có thể là tham khảo trên web của bên em, đó là daophucsen.vn hoặc htxdaophucsen.com các anh chị nhé. Nếu như mà các anh chị cần tư vấn thêm thì các anh chị có thể là để lại số điện thoại dưới bài đăng này, em sẽ gọi điện lại và tư vấn cho các anh chị, hoặc là anh chị có thể điện cho em, số điện thoại của em là 0987 240 733, chat Zalo với em cũng được các anh chị nha. Zalo là 0987 240 733 đó ạ. Bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc bộ dao CB01 ở đây các anh chị nhé. Nếu như mà các anh chị có phản hồi về sản phẩm này, hay là có những cái góp ý với em, thì các anh chị là có thể là alo cho em để em có thêm những cái nội dung hay để em làm clip gửi tới các chị và mọi người. Bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.